phương thường trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tiên Hóa Đại Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Con tên là Nguyễn Văn Phương, pháp danh Quảng Hướng. Hôm nay con pháp tâm thọ trì đọc tụng bài kệ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phẩm thứ 12. Con xin được phép bắt đầu. A Di Đà Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa toàn sức oai thần, kiếp số hàng xoa khó tỏ trần. Thấy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần. Hạt rồng hạt thần cùng nam nữ, báo tặng sẽ xoa vào đường dữ. Chí tâm quy mòn đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Trẻ thơ chết mắt mẹ cùng cho, huynh đệ chị em kẻ ruột rò. Lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là. Hạt vẽ hạt tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành. 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiền thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu so ót thú cũng ra mau. Nếu được không lui làm kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vút đào trao. Bồ đề vô thường muốn tu hành, mang ra bo quả khỏa tử sanh. Người này đỏ phót làm bi lớn, trước nay chim lễ đại sĩ hình. Nghe tên quy y đáng trọn lành, cúng dường cung kính phót lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngang chướng đàn, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phót tâm tùng kinh sách, muốn đồ chúng sanh khỏa tai ách. Giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bòn, đạp rồi quên rồi luôn sốt mắt. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đè thừa kinh khó mò bề. Y phục uống an có hòa cụ, cúng dường đè toàn với hương hoa. Dùng chán nước trăm bày trước tường, cách một ngày đêm bưng lấy uống. Sanh làm ăn tràm cử ngũ tăng, rượu thịt tòa dâm cùng giới lún. Trong 21 ngày chớ sót sanh, chiên lòng tưởng niệm thường nhân danh. Chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đàn trí không lanh. Đệ thừa kinh giáo nghe qua te, nghìn vòn đời sau nhớ chẳng xe. Chính nhờ đệ sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tè. Chúng sanh nghèo khổ lè ốm đau, cửa nhò hồ hoàng người lìa nhau. Ngủ mê mồng mì không ngon giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim lễ địa toàn ngày, bao nhiêu việc óc thải tiêu ngay. Nhận đến chim bao đều on quả, quỷ thần phò hồ của dư xè. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giạt đốn đường. Óc thần óc quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi giông non khốn không lường. Sắp sửa ra đi đối trước tường, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển quả có vồ trăng, óc te tiêu sạch thường on sướng. Quán âm lắng nghe toa nó rõ, địa toàn vô lượng oai thần đó. Trăm nghìn muôn kiếp thực chẳng rồi, rồng tiên đệ sĩ đầy sức nọ. Như người nghe đến địa toàn danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành. Hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hai đêm công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán âm nên biết gắn tiền bài, tiền khắp hàng xoa nhiều nước cõi. Này con đem công đức, con đọc bài kệ này, xin hồi hướng về bo đường ót, địa ngục, ngọ quỷ, súc sanh. Thời nhờ phước lành công đức này giúp cho có chúng sanh ở bo đường ót đều tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước lành. Có duyên với ngôi Tam Bảo, có duyên với Đức Địa Tạng Bồ Tát. Có tâm, hiếu kính, biết ơn với có nghè, trong tương lai được có chư Phật Bồ Tát độ thoát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, Nam Mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi So Ha.